Chị Cánh Tiên xin chào các em. Hôm nay bé Miu nhà chị làm bung chiếc nơ kẹp tóc yêu thích. Bé tiếc lắm nên giữ lại và đặt lên tóc của bạn Barbie. Chị chợt nghĩ tại sao mình lại không thiết kế và may một bộ váy thật đẹp cho Barbie để phù hợp với chiếc nơ nhỉ? Các em nhỏ tham gia cùng chị nhé! Ở đây chị đã có một số vải nhiều màu sắc rồi. Nhưng chị muốn tìm miếng vải nào cùng tông với chiếc nơ xinh xắn này cơ. À, đây rồi, miếng vải hồng sáng này rất là hợp này. Nó còn có ánh kim nữa. Vậy chúng ta sẽ thiết kế cho Barbie một bộ váy đi tiệc tối thật thời trang nào. Đầu tiên, chị sẽ vẽ phác thảo mẫu váy mà mình định làm ra giấy nhé các em. Các em đã sẵn sàng có bút chì và một tờ giấy trắng ở đó chưa nào? Mình sẽ bắt tay vào cắt thân trên của váy trước. Chị gập đôi miếng vải. Xong, chị dùng thước vẽ một đoạn chừng 5cm, rộng 2,5cm. Và phía góc này chị sẽ vẽ 1/4 góc tròn làm cổ. Chị đánh dấu xuống khoảng 2cm, rồi vẽ một đường vai lượn vào. Vì váy của chúng ta là váy sát nách nhé các em. Bây giờ chị sẽ dùng những chiếc kim đính hạt này, kim vào phần bên trong chị vừa kẻ, để khi cắt vải sẽ không bị xô lệch, vì miếng vải khá là trơn các em ạ. Các em cắt theo hình mình vừa vẽ nhé. Các em chú ý lượn kéo khéo léo khi cắt chỗ cổ này, vì nó có độ cong. Xong rồi, chị sẽ gập một đường viền nhỏ xíu này lại để may cho đẹp. Vậy là phần trên của váy chúng ta đã cắt xong. Chị sẽ tạm để ra để lát chị ráp lại với phần chân váy nhé các em. Tiếp theo các em cũng gập đôi miếng vải này lại. Vì váy của bạn Barbie là váy ôm ngang gối nên chị sẽ lấy độ dài chân váy khoảng 12cm. Chúng ta cắt thân trước nào. Các em sẽ lấy chiều ngang khoảng 4cm, rồi đánh dấu ra 3cm nữa để phần mông váy có độ ôm các em ạ. Chiếc váy của Barbie nhìn khá là đơn giản, nhưng vì vòng eo của bạn y bé xíu nên chị phải dùng nhiều mảnh để ghép lại để chiếc váy có dáng ôm sát vào người bạn ý. Các em cũng vẽ này, ghim cố định vải này, sau đó cắt theo hình nhé. Rồi mình sẽ cắt phần này ra để chia thân trước thành 3 miếng. Các em khéo léo cắt sao cho miếng giữa là miếng to nhất nhé. Với thân sau, chị chỉ cần đặt miếng giữa của thân trước lên mảnh vải đã gấp đôi, rồi ghim lại cho chắc và cắt theo hình. Sẽ cắt hai miếng như vậy, rồi lại cắt ra làm đôi để chúng ta có 4 mảnh của thân sau. Chị em mình đã sắp hoàn thành chiếc váy rồi đấy các em ạ. Giờ chị chỉ việc may ráp các mảnh vào với nhau thôi. Các em nhớ ốp hai mặt phải của vải lại để khi xong mặt phải sẽ là mặt bên ngoài nhé. Vì chị có sẵn nên chị may bằng máy, còn các em cũng có thể khâu tay. Tuy mất nhiều thời gian hơn, nhưng đây cũng là cơ hội cho các em rèn luyện đôi bàn tay của mình thêm phần khéo léo đấy. Đây, chị đã may ráp các mảnh với nhau và ráp cả thân trên với thân dưới rồi. Thân sau này chúng ta sẽ ráp sau cùng. Ten ten, vậy là chị đã hoàn thành tất cả các đường may. Sau khi lộn ra mặt phải thì chúng ta chỉ cần đính miếng dính này vào phần sau lưng là đã hoàn thiện chiếc váy rồi. Chúng ta có nên thiết kế một phụ kiện gì đó cho Barbie thêm phần lộng lẫy không các em nhỉ? À đúng rồi, chị sẽ may thêm cho bạn ý một đôi găng tay nhỏ xinh nữa này. Mình lại gập miếng vải làm hai đấy các em ạ. Ta sẽ đánh dấu chiều dài 5cm và rộng 1,5cm. Các em dùng kéo cắt lượn khéo léo sao cho hơi giống hình bàn tay này. Chị đã cắt xong một chiếc. Chiếc còn lại chị cũng để ốp lên miếng vải đã gập đôi và cắt theo thôi. Tiếp theo chị sẽ may ráp các đường lại các em nhé.
Bởi vì đôi găng tay này nhỏ xíu nên chị phải dùng một chiếc tăm để lộn nó ra. Giờ chị sẽ cắt một miếng dính nhỏ xíu rồi khâu đính vào nơ. Các em nhớ thử mặt nào của miếng dính có thể đính được vào tóc của bạn Baby nhé. Vậy là chúng ta đã thiết kế và may xong cho Baby một bộ váy ôm duyên dáng rồi. Không biết các em có muốn tự tay vẽ thiết kế trang phục cho búp bê của mình không? Công việc này rất là thú vị đấy các em ạ. Chị tin là các em sẽ rất thích. Chị còn rất nhiều mảnh vải đẹp nữa. Chị có thể giúp biến mẫu thiết kế của các em vẽ thành những bộ trang phục cho búp bê đấy. Nhìn thấy những bản thiết kế của mình trở thành những bộ trang phục thật sự là một cảm giác tuyệt vời đấy các em ạ. Hãy gửi những mẫu thiết kế của mình cho chị nhé. Biết đâu trong số các em sau này sẽ trở thành những nhà thiết kế thời trang tương lai nhỉ. Em xem này, chiếc nơ sinh cài lên tóc của Barbie rất hợp. Và bộ váy ôm với đôi găng tay làm bạn ấy trông thật nổi bật với tông màu hồng sang ánh kim. Các em hãy like, đăng ký và đóng góp ý kiến để chị được gặp các em nhiều hơn và có thể giúp các em thực hiện những mẫu thiết kế của mình nhé.